Ok, xin chào anh em. Như vậy là sau 4 năm kể từ khi phiên bản đầu tiên được xuất hiện tại thị trường Việt Nam chúng ta thì cuối cùng Toyota Corolla Cross đã có cho mình một phiên bản facelift thế hệ mới. Đây cũng là một mẫu xe rất đặc biệt khi mà nếu xét ở trong giải sản phẩm của Toyota thì Cross là một mẫu xe đánh dấu cho sự chuyển mình của hãng xe Nhật Bản từ một hãng xe có những cái thiết kế có phần gì đó hơi già nua và thiếu trang bị trở thành một hãng xe có một cái phần thiết kế trẻ trung và trang bị thì giờ đây đã không thua kém gì so với cả các mẫu xe đến từ Hàn Quốc. Và nếu xét ở riêng tham chiếu của một mẫu xe hybrid thì Toyota Corolla Cross cũng đang là mẫu xe hybrid thành công nhất tại thị trường Việt Nam chúng ta. Bước sang phiên bản facelift thế hệ mới này thì chúng ta sẽ không còn phiên bản G mà thay vào đó chỉ là hai phiên bản V và HV với mức giá lần lượt là 820 triệu và 905 triệu đồng. Đây là một mức giá mà tôi cho rằng nó sẽ tương đối khó khăn để khiến cho Corolla Cross có thể quay trở lại được thời hoàng kim của mình khoảng tầm 2 năm về trước, khi mà như anh em đã biết thì giờ đây phân khúc crossover trong cái tầm giá 800-900 triệu chúng ta có tới rất nhiều những cái tên khác nhau và gần như là tất cả những cái tên trong phân khúc này thì đều có trang bị ngập tràn đầy đủ cả. Và bây giờ thì chúng ta đến với phần đầu xe cũng đồng thời là chi tiết nổi bật nhất ở trên Corolla Cross 2024. Nhưng em có thể thấy ở đây thì phần lưới tản nhiệt ở trên Cross 2024 đã được thiết kế lại theo một cái dạng tràn viền. Đây là một cái phần thiết kế mà tôi đánh giá là nó mang được một cái sự trẻ trung và hiện đại hơn rất nhiều. Nó cũng đồng thời mang được cái hơi hướng của những sản phẩm Lexus trong khoảng thời gian gần đây. Và tôi cho rằng với một cái hình ảnh đã được xuất hiện từ năm 2020 của Toyota Corolla Cross đến tận bây giờ thì đây là một cái thay đổi rất cần thiết để chúng ta có thể nhận ra được sự khác biệt. Với thay đổi như thế này thì tôi cho rằng đây là một sự thay đổi cần thiết để đủ tạo nên được sự khác biệt của Toyota Corolla Cross 2024 so với cả phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ không tạo ra được một cái sự thay đổi toàn diện như một cái cách mà các hãng xe Hàn Quốc vẫn đang hay làm với cả các sản phẩm của mình. Ngoài ra thì với việc được lược bỏ đi phiên bản G thì giờ đây chúng ta sẽ không còn cụm đèn chiếu sáng halogen nữa, mà thay vào đó cả hai phiên bản đều là cụm đèn chiếu sáng full LED và họa tiết chiếu sáng của đèn cũng đã được thiết kế lại. Ngoài ra ở phần thân xe của Corolla Cross 2024 thì cũng sẽ không có quá nhiều sự khác biệt ngoài việc phiên bản được phân phối tại thị trường Việt Nam chúng ta vẫn sử dụng bộ mâm của thế hệ cũ. Ở thị trường Thái Lan thì chúng ta đã có một bộ mâm với họa tiết mới rồi. Bên cạnh đấy thì phần chữ ở trên tai của Corolla Cross đại diện cho phiên bản Hybrid giờ đây sẽ là chữ HEV chứ không phải là chữ Hybrid như phiên bản tiền nhiệm nữa. Xét về phần tổng thể về mặt kích thước của Corolla Cross thì đây vẫn là một mẫu xe mà nó có một cái phần kích thước nó nhỉnh hơn các đối thủ ở trong phân khúc crossover hạng B một chút xíu, tuy nhiên thì lại nhỏ hơn các đối thủ trong phân khúc crossover hạng C. Và như anh em có thể thấy, những mẫu xe ở trong phân khúc crossover hạng C bây giờ đang ngày càng nở rộng về mặt kích thước, tiêu biểu có thể kể đến như Tucson, như Sportage hay là như Ford Territory. Và nếu đặt Corolla Cross cạnh những cái tên đấy thì thật sự sẽ là một sự chênh lệch rất lớn về mặt kích thước đó. Và với định vị là một phiên bản facelift thì đấy là những cái thay đổi rất nhẹ về mặt ngoại hình của Corolla Cross 2024. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào đến phần nội thất để xem mẫu xe này có những nâng cấp gì về mặt trang bị. Đây là khoang nội thất của Toyota Corolla Cross 2024 và như anh em có thể thấy ở đây thì cái bố cục thiết kế này nó không có quá nhiều sự khác biệt so với cả phiên bản tiền nhiệm ngoài những cái nâng cấp rất đáng giá về mặt trang bị. Đầu tiên chúng ta có thể kể đến đây đó chính là một phần màn hình Full LCD 12,3 inch ở phía sau vô lăng với những cái phần giao diện hiển thị 3 chế độ lái gồm Normal này, Power và Eco rất là bắt mắt ở đây. Bên cạnh đó thì chúng ta có một phần màn hình trung tâm được nâng lên với kích thước là 10 inch. Với một cái phần cam 360 ở đây thuộc dạng là nhìn được thôi chứ cũng không được gọi là quá sắc nét đâu. Ngoài ra thì giờ đây ở trên Corolla Cross 2024 thì anh em sẽ không phải đạp phanh tay bằng chân nữa, mà chúng ta đã có phanh tay điện tử và auto hold rồi. Bên cạnh đó thì cũng có những cái option khác có thể kể đến đây như là sạc không dây cũng như là một phần trần kính toàn cảnh rất sang chảnh và đương nhiên là có mái che. Với một phần kích thước không thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm thì như anh em có thể thấy ở đây không gian hàng 2 ở trên Corolla Cross 2024 nó vẫn vậy. Nó vẫn là một cái hàng 2 tôi đánh giá là thuộc dạng ngồi được thôi chứ nó không phải là quá rộng rãi hay là thoải mái ở trong phân khúc. Chúng ta vẫn có một cái khoảng từ đầu gối đến hàng ghế phía trước là tương đối ok. Độ ngả của ghế cũng nằm ở cái mức chấp nhận được. Mặc dù là ở trước mặt chúng ta có một cái ghế ở hàng ghế thứ nhất là tương đối lớn và khá là chắn tầm nhìn, tiêu biểu là cái cụm tựa để đầu ở đây. Tuy nhiên thì đổi lại chúng ta có một cái phần trần kính toàn cảnh khiến cho cái không gian ở hàng ghế thứ hai này trở nên thoáng đãng hơn rất nhiều.
được định vị là một phiên bản facelift, thế nên khối động cơ 1.8 cũng như là phần hộp số hay là hệ thống treo của Corolla Cross 2024 sẽ không có điểm gì khác biệt so với cả phiên bản tiền nhiệm. Và với mức giá cho phiên bản V là 820 triệu và phiên bản HV ở đây là 905 triệu, đương nhiên là màu trắng vẫn mất thêm 8 triệu. Thì không biết anh em nghĩ sao về mức giá này? Cơ hội cạnh tranh của Corolla Cross phiên bản 2024 này với những đối thủ rất sừng sỏ trong phân khúc, đặc biệt là Mazda CX-5 sẽ như thế nào thì hãy cứ comment ở phía bên dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.